Jun có không? Jun là loài động vật nhỏ bé nhưng thân thiết với nhà nông, được những người nông dân yêu mến đặt cho cái tên máy làm tơi đất vì chúng suốt ngày đào bới, làm tơi đất rất tốt cho cây trồng. Sống trong lòng đất tối tăm như vậy, liệu Jun có mắt để nhìn không nhỉ? Quan sát một con Jun bị bắt lên trên mặt đất, chúng ta nhìn thấy nó bò cuống quýt rất tội nghiệp. Đặt một mảnh đá trước đầu Jun, nó lập tức chuyển hướng tìm đường vòng qua. Các nhà khoa học cũng đã làm thí nghiệm, mang Jun đến một nơi có cường độ ánh sáng mạnh yếu khác nhau, kết quả là Jun tự bò đến nơi có ánh sáng yếu hơn. Vậy thì Jun làm cách nào mà biết được chướng ngại vật và ánh sáng nhỉ? Các nhà khoa học đã nghiên cứu và cho biết, do sống lâu trong lòng đất nên mắt Jun bị thoái hóa và không còn nữa. Phần nhọn ở trước đầu chính là miệng Jun, chỉ dùng để ăn và đào đất, không có tác dụng thị giác. Tuy không có mắt nhưng các cơ quan xúc giác của Jun lại rất phát triển, đó là bộ máy cảm giác trên da, trên khoang miệng. Jun đã dùng các cơ quan xúc giác này thay mắt, cơ quan này cũng rất mẫn cảm với cường độ ánh sáng. Vì vậy, khi gặp chướng ngại vật trên đường đi hoặc ở nơi ánh sáng mạnh, Jun đều tránh được theo bản năng. Đây là một quá trình biến hóa lâu dài nhằm thích nghi với cuộc sống tối tăm trong lòng đất của họ nhà Jun.